Chào tất cả mọi người, em là Ngọc Lan bên trang trại Hay Sao Tiến Tài. Trong tuần vừa qua thì trang trại nhận được rất là nhiều tin nhắn và cuộc gọi của các anh chị ở khắp tỉnh thành tham khảo cái giá nhung hưu hiện tại của trang trại đang phân phối ra thị trường. Thì hôm nay cũng nhân tiện là trang trại đang chuẩn bị làm ngâm cặp nhung 1,33 kg cùng với 7 viên mật ong và 1 kg nhân sâm giúp cho khách của trang trại là anh Thanh ở Quảng Bình. Đấy, thì hiện tại anh đang đi làm xa và anh tin tưởng chuyển khoản nhờ trang trại làm ngâm lên mình sẵn để gửi về cho người thân của anh ở nhà. Thì hôm nay nhân tiện chuẩn bị làm cặp nhung này thì em làm video này để chia sẻ đến anh chị cái giá của sản phẩm nhung hưu tươi trên thị trường hiện nay mà trang trại đang phân phối ra. Thì trang trại Hưu Sao Tiến Tài với gần 20 năm kinh nghiệm chăm sóc và phân phối sản phẩm nhung hưu tươi như thế này, hiện tại trang trại là một trang trại lớn có tiếng và uy tín ở trên thị trường. Thì khi mọi người quan tâm và sử dụng cái sản phẩm của trang trại thì hoàn toàn là tin tưởng. Hiện tại thì trang trại phân phối cái sản phẩm nhung tươi nguyên cặp như thế này luôn anh chị nhé. Trang trại không làm nhung khô, cũng không cắt lát thái sẵn bán lẻ, hoặc là cái sản phẩm ngâm sẵn trang trại cũng không ngâm sẵn mà chỉ bán tươi nguyên cặp như thế này luôn. Cắt ở trên đầu hơi như thế nào trang trại chỉ việc hai đầu hơi cắt và bảo quản trong đá lạnh gửi đến anh chị và hướng dẫn anh chị tự ngâm tại nhà. Anh Thanh là khách quen của trang trại và khi anh nhờ trang trại ngâm thì anh đã chuyển khoản thanh toán hết cho trang trại và trang trại chỉ làm ngâm và gửi về đến địa chỉ người nhà của anh thôi. Thì hiện tại cái giá mà trang trại đang phân phối ra thị trường hiện nay của nhung tươi là 1.390.000 một lạng, tức là 13.900.000 đồng một cân. Và khi một cặp như thế này trang trại cắt xuống thì nó sẽ dao động từ 5 lạng cho đến 1,3 kg, để tùy theo khối lượng của từng cặp. Khi mà mọi người sử dụng để nhung, để ngâm mật ong, ngâm rượu hoặc là nấu cháo thì tùy theo khối lượng của cặp nhung hoặc là số người dùng mình có thể lựa một cặp khối lượng phù hợp thì anh chị có thể báo trước với trang trại để trang trại có chuẩn bị khi nào có con hưu có cặp khối lượng phù hợp thì trang trại sẽ báo lại cho anh chị luôn. Thì hôm nay em Lan chỉ làm video chia sẻ cái giá hiện tại trang trại đang phân phối nhung ra thị trường. Cụ thể chi tiết cách dùng nhung như thế nào, nếu anh chị cần em Lan tư vấn thêm bất kỳ thông tin gì thì anh chị có thể liên hệ đến hai số điện thoại 0936 418 168 hoặc là 0946 102 596. Hai số điện thoại này em Lan cũng có dùng Zalo, nếu mà mọi người không tiện trao đổi qua điện thoại thì mọi người có thể kết nối qua Zalo trực tiếp với em thì em sẽ tư vấn cụ thể cho anh chị cách dùng, cách sử dụng như thế nào. Kể cả anh chị chưa có ý định mua ngay, đơn giản chỉ là tham khảo một sản phẩm để chăm sóc sức khỏe của mình thôi thì anh chị hãy cứ nhắn tin và gọi điện cho em nhé. Em Lan lúc nào cũng sẵn sàng tư vấn cho anh chị một cách tận tâm và cái những cách dùng tốt nhất. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.